Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một loài chích hút rất là đáng sợ trên hoa hồng, đó là con bọ trĩ nhá. Nhiều bác là không biết con bọ trĩ là gì. Đây ạ, nhìn thấy chưa, đây có một con này. Đây này cái con đấy. Bông này thì chắc chắn là nhiều. Đây là bông caray. Biểu hiện đầu tiên của cái bông hoa bị bọ trĩ đó là gì ạ? Vừa mưa xong nhiều nước ạ. Đó là toàn bộ cái mặt này này, những cái mặt trên của hoa là nó bị cháy xém lại. Nếu mà nhiều thì những cái mầm như thế này nó sẽ bị rụt, tuy nhiên là ở đây là ít. Đấy, cho nên là mình sẽ mở cho các bạn xem nhá. Đây, chúng ta thấy chưa? Đây, con bò lúc nhúc này. Đấy, những con bò này. Đấy, hiểu chưa? Này, đấy, thấy chưa? Chúng ta thấy chưa? Bò rất nhiều luôn này. Đấy chính là bọ trĩ nhá. Thấy chưa? Đấy nó bò cả lên móng tay mình này. Đây này. Đấy. Đây nhà bọ trĩ nhá. Đấy bông này có những bông nhiều, nó hàng trăm con, nó hơn trăm con ấy. Đấy. Em bò đây này. Đấy chúng ta thấy chưa? Nát luôn. Không thể nở được luôn. Thế nên muốn trị cái loại này thì việc đầu tiên là chúng ta phải cắt tỉa quang tán. Việc thứ hai đó là ta phải ngắt toàn bộ hoa. Và việc thứ ba là ta phải phun phòng thường xuyên và phun kết hợp đảo thuốc. Bọ trĩ này mình phun một thuốc thì 2-3 lần nó sẽ kháng thuốc và nó không chết nữa. Đây này, đây là những con này này. Đây là những con đen đen này. Thuốc mà phòng ngừa bọ trĩ này hiệu quả đó chính là Radian và Confidor. Bên cạnh đó còn có một số loại nữa phải ta phun đảo, đó là Movento, loại chuyên trị dẹp sáp ấy. Và một số loại như là trĩ gà đỏ vân vân. Thế chúng ta phải đảo thường xuyên nó mới chết. Nếu không nó phá rất kinh khủng. Và chia sẻ với các bạn một kỹ thuật nữa, đó là mình bẫy bọ trĩ. Bẫy bọ trĩ tức là như thế nào? Mình xem trong vườn nhà mình cây hoa nào thơm nhất thì mình để lại. Sau đó các bạn cắt toàn bộ hoa trong vườn, không còn cây nào nữa. Để đúng một cây thơm nhất đấy. Khi mà cái cây thơm nhất nó nở thì các bạn đợi đến lúc chiều tối thì con bọ trĩ này nó chui hết vào trong cái trong này. Mình nhẹ nhàng mình để hết những bông hoa như này cho vào túi bóng, sau đó chúng ta tiêu hủy thì nó sẽ giảm được lượng bọ trĩ tương đối nhiều. Đó cách là bẫy bọ trĩ. Rồi xin chào các bạn.